Chào mừng các bạn đã đến với kênh thông tin chăm sóc sức khỏe và cung cấp thảo dược thiên nhiên của công ty Thảo Dược Nguyễn Trần. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu dùng cây xương khỉ như thế nào để đạt hiệu quả trong quá trình chữa bệnh. Cây xương khỉ hay còn được gọi là cây biềm điệp, cây mảnh cộng. Đây là một trong những vị thuốc nam cổ truyền được người xưa sử dụng làm thuốc để điều trị các bệnh về bong gân, đau nhức cơ, gãy xương, giúp cho xương chống liền. Lá của cây xương khỉ khi phơi khô sẽ có mùi rất thơm. Ở vài nơi, người ta còn dùng lá của nó để làm nên món bánh mảnh cộng thơm ngon. Cây xương khỉ thuộc loại cây nhỏ mọc thành bụi, cây có thể cao tới 3 mét. Cây thường có hoa màu đỏ hay hồng rủ xuống ở ngọn, phiến lá hình mác hay thuôn, mặt lá xương khỉ hơi nhăn, mềm bóng màu xanh thẫm. Cách trồng cây xương khỉ. Gieo trồng cây xương khỉ thời gian thích hợp tháng 5 đến tháng 6, do hạt rất dày vì thế nên dùng dao rạch xung quanh hạt và ngâm hạt trong nước một đêm trước khi tiến hành trồng để hạt thấm nước. Mỗi lần cắm một hạt vào độ sâu 2cm trong đất trồng và trồng trong rậu. Đất trồng gồm đất, Acarama hạt nhỏ, đất mùn và than muội rơm với tỷ lệ lần lượt là 5-4-1, nên tưới nhiều nước và đặt chậu cây ở nơi có đủ ánh sáng. Ngắt bỏ chồi ngọn sau khi cây ra 10 lá nên kiểm tra dây leo, nhánh thô để cây phát triển tự nhiên, nên ngắt bỏ chồi ngọn ở nhánh non và yếu để giúp nhánh cây phát triển. Cây xương khỉ chữa được những bệnh nào? Ngày nay, thông qua các thử nghiệm và các công trình nghiên cứu của nước ngoài, người ta cho rằng cây xương khỉ có tác dụng kiềm chế sự phát triển của các khối u ác tính. Do vậy, hiện nay cây xương khỉ được sử dụng làm thuốc để hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Đã có rất nhiều bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối sử dụng cây thuốc này để điều trị bệnh và đã có những tiến triển nhất định. Không những có giá trị thực phẩm, các bộ phận của cây xương khỉ còn có giá trị dược liệu dùng để hỗ trợ chữa bệnh. Theo kinh nghiệm dân gian và một số các nghiên cứu thì cây xương khỉ có một số tác dụng điều trị bệnh như sau: tác dụng mát gan lợi mật, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, hỗ trợ chữa vàng da, viêm gan, men gan cao, hỗ trợ điều trị phong thấp, đau nhức xương khớp, cầm máu, trị bong gân, nhanh liền xương cho những người bị gãy xương, tác dụng tiêu thủng, giảm đau, chống viêm, hạ sốt, điều hòa kinh nguyệt cho phụ nữ, hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Cách sử dụng cây xương khỉ điều trị bệnh hiệu quả. Cách sử dụng cây xương khỉ để điều trị bệnh hiệu quả đối với từng loại bệnh nhân khác nhau sẽ có liều lượng khác nhau. Hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp, lấy 30g cây xương khỉ kết hợp cùng 20g cây dâu tằm, 20g cây quế hạt, 20g cây trâu cổ, đem đi rửa thật sạch rồi bỏ vào nồi, cho 1,5 lít nước vào nấu với lửa vừa phải. Cho đến khi lượng nước còn khoảng 300ml thì tắt bếp và đổ nước ra bình. Cách uống chia làm 3 lần uống và uống sau mỗi bữa ăn. Sử dụng liên tục như vậy trong nửa tháng sẽ thấy xương khớp hết sưng và đỡ đau nhức hơn hẳn. Chữa lở loét ở miệng. Lấy 50g lá xương khỉ tươi bỏ vào cối và cho thêm một ít nước lọc rồi giã nát. Vắt lấy nước uống, phần bã còn lại không nên vứt đi mà nên dùng để đắp lên vết lở loét. Làm vài lần như vậy bạn sẽ thấy vết loét từ từ lành lại. Hỗ trợ điều trị vàng da, viêm gan mãn tính. Bài thuốc gồm 30g cây xương khỉ khô kết hợp với 20g cây sâu ngô, 12g lá vọng cách, 12g trần bì và 16g sâm đại hành. Đem tất cả những vị thuốc này rửa sạch cho vào ấm và đổ vào 1 lít nước rồi bắt lên bếp nấu cho sôi tầm 30 phút là được. Cách uống chia lượng thuốc vừa sắc được làm 3 phần để uống trong ngày. Uống như vậy liên tục khoảng nửa tháng sẽ thấy bệnh tiến triển theo chiều hướng tốt. Hỗ trợ điều trị bệnh thoái hóa cột sống. Đối với bệnh thoái hóa cột sống thì nên áp dụng kết hợp hai cách là đắp và uống thì mới đem lại hiệu quả tốt. Lấy 80g cây xương khỉ, 50g ngải cứu tươi và 50g củ sâm đại hành tươi, đem đi rửa sạch rồi giã chung lại với nhau cho nhuyễn, lưu ý đừng cho nước vào giã. Tiếp đến đem hỗn hợp mới giã xào với ít giấm, sau đó đắp lên chỗ đau, nên đắp lúc hỗn hợp còn nóng mới có hiệu quả tốt, nhưng cũng cần chú ý đừng để quá nóng kẻo lại bị bỏng rồi băng lại cho cố định, chỉ đắp vào buổi tối ngủ tới sáng là tháo ra.
Hỗ trợ điều trị ung thư, cây xương khỉ tươi sử dụng 200g cây xương khỉ tươi xay lấy nước uống hàng ngày. Cây xương khỉ khô lấy khoảng 100g khô nấu với 1 lít nước uống trong ngày. Sử dụng liệu trình liên tục và cần có sự kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý. Những lưu ý trong quá trình sử dụng cây xương khỉ để hỗ trợ điều trị bệnh, cũng như những cây thảo dược khác, mặc dù có công dụng tốt trong việc phòng và chữa bệnh rất hiệu quả, nhưng cũng cần lưu ý sử dụng cây thuốc này như sau. Giống cây xương khỉ có tính mát, nên những người bị huyết áp thấp hay có thể hàn nên thận trọng khi sử dụng và không nên dùng nhiều. Đối với trường hợp đang dùng thuốc để hỗ trợ điều trị thoái hóa cột sống thì nên kiêng ăn măng. Cây xương khỉ là một cây thuốc nam nên thường có tác dụng lâu dài, nên người bệnh cần kiên trì sử dụng. Hơn nữa, việc hiệu quả của cây cũng còn phụ thuộc vào thể trạng và tình trạng bệnh của mỗi người. Để mua được cây xương khỉ trị bệnh uy tín và chất lượng, các bạn vui lòng liên hệ công ty thảo dược Nguyễn Trần, địa chỉ số 860/14 Xô Viết Nghệ Tỉnh, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, số hotline 0906 852 188. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.